Vâng, và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ là lĩnh vực cần được ưu tiên hàng đầu ở trong các trường đại học. Không chỉ tạo nên những nguồn lực cho trường phát triển mà những cái hoạt động này còn là cái động lực quan trọng để thúc đẩy các trường đại học tiên phong sáng tạo ra tri thức, ươm mầm và thúc đẩy quá trình khởi nghiệp cho các startup. Thực tế thì đã cho thấy là nhiều startup nổi tiếng trên thế giới như là CEO của Facebook Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates đã khởi nghiệp với những ý tưởng nảy sinh từ thời sinh viên. Vâng, tương tự như vậy thì trong cộng đồng các startup người Việt thì những cái tên đã thành danh tại thung lũng Silicon như là Hùng Trần, CEO của GodEat hay Vũ Duy Thức, CEO của Cambria cũng khởi nghiệp từ chính những ý tưởng nảy sinh trên giảng đường đại học. Điều này cho thấy là sinh viên Việt Nam nếu mà được hỗ trợ kịp thời và đúng cách hoàn toàn có thể làm nên những sáng tạo đột phá và có ích cho xã hội. Chúng ta cùng tìm hiểu quá trình sáng tạo của một nhóm sinh viên năm cuối chuyên ngành kiến trúc, khoa kiến trúc Trường Đại học Văn Lang. Các bạn đã nghiên cứu và chế tạo thành công mô hình tấm chắn nắng bảo vệ bức xạ mặt trời cho các công trình kiến trúc trên cơ sở ứng dụng nghệ thuật gấp giấy origami của Nhật Bản. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì lượng bức xạ mặt trời rất là cao, tác động rất là sâu đến với công trình. Thì bọn em nghĩ đến những giải pháp nào mà có thể bảo vệ những công trình khỏi những cái bức xạ đó, khỏi những cái tác động tiêu cực từ môi trường mà vẫn giữ gìn được cái công trình cũ. Bọn em nghĩ đến một cái giải pháp là kiến trúc động. Bọn em đã thử nghiệm rất là trên nhiều mô hình khác nhau. Có những mô hình không đạt được như kỳ vọng thì bọn em sẽ làm lại và để đưa đến được một kết quả tối ưu nhất. Các em rất là say mê với cái đề tài này. Trên khi các em tới thì cảm thấy cái đề tài đó rất là hứng thú, cho nên bắt đầu đã hướng dẫn các em về phần lý thuyết, về phần chiếu sáng gì kia để mà các em có thể hình thành nên cái đề tài đó. Đầu tiên là cái bề mặt này là trực tiếp mở ra ở bên ngoài, môi trường bên ngoài, thì nó được sử dụng một vòng khung để cố định nó trên bề mặt công trình. Và tiếp theo là vi mạch xử lý. Với vi mạch xử lý thì chúng ta sẽ lập trình để thiết lập các thông số đầu vào và đầu ra, có một cảm biến cường độ ánh sáng nằm ở đây. Với những lập trình chúng ta đã đưa ra thì nó sẽ xuất ra thông tin, thì motor nó sẽ mở ra với góc bao nhiêu để tương tác lại với cường độ ánh sáng bên ngoài. Khi mà ánh sáng lớn thì motor nó sẽ xoay và mở cái bề mặt này ra, còn khi ánh sáng thấp thì tự động co lại. Thật ra đối với lại những cái thiết kế vỏ bao che thích ứng như thế này đó, thì về cái phần kỹ thuật nó cực kỳ khó. Hay thì trên thế giới nó cũng chỉ có một vài công trình đã làm được. Tuy nhiên mọi thứ nó đều phải xuất phát từ những cái ý tưởng ban đầu và những cái prototype giống như vậy. Trước khi mà làm ra được một cái thiết kế cuối cùng thì chúng ta luôn luôn làm những nguyên mẫu. Và nếu như nguyên mẫu mà các bạn nó đã làm được và nó hoạt động được thì khả năng ứng dụng nó sẽ có. Vâng, có thể thấy sức sáng tạo của sinh viên Việt Nam cũng rất là cao. Và từ những cái ý tưởng sơ khởi đến những cái bước tiếp theo ấy, thì rất cần sự hỗ trợ của các cái giảng viên, các chuyên gia và nhiều yếu tố hỗ trợ khác nữa. Những năm gần đây thì tại Việt Nam cũng đã bắt đầu xuất hiện một số mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo với mong muốn là thúc đẩy các ý tưởng trở thành hiện thực. Tuy nhiên để hoạt động hiệu quả thì những cái trung tâm này đứng trước rất là nhiều thách thức, chẳng hạn như là nguồn lực để gọi tài chính để đầu tư hỗ trợ cho các ý tưởng này, hay là kết nối với đội ngũ chuyên gia để hỗ trợ cho các cái nhóm startup và các cái nhóm nghiên cứu phát triển ý tưởng trở thành hiện thực, kết nối với doanh nghiệp như thế nào để giúp gọi vốn, tìm đầu ra cho sản phẩm. Khó khăn như vậy cho nên là hiệu quả hoạt động của các cái trung tâm đổi mới sáng tạo hiện vẫn còn có những cái hạn chế. Vâng, nhưng mà chúng ta có thể hy vọng vào tương lai phải không ạ? Khi mà một trung tâm đổi mới sáng tạo với sự tham gia của đầy đủ các thành tố hỗ trợ quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đi tới tận cùng đang được xây dựng. Đó là dự án hợp tác giữa trường đại học, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực. Chúng ta hãy cùng xem trung tâm này sẽ vận hành như thế nào. Cái việc mà cùng với các cái nhà đầu tư khác để xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo là một cái mô hình mà các bạn không chỉ là học từ thầy cô của mình, các bạn có thể học từ các đội ngũ chuyên gia, các bạn có điều kiện nhà trường đầu tư để các bạn tạo ra những cái sản phẩm mà bạn mong muốn để các bạn được thử. Ngoài cái chuyện là chuyên môn, em có thể nghiên cứu để tạo ra được một cái sản phẩm, nhưng cái sản phẩm đó có sống được trên thị trường hay không thì các bạn lại phải làm việc với những người mà am hiểu, có những người gọi là mentor cho các bạn. Trung tâm đổi mới sáng tạo Văn Lang dựa trên 3 cái trụ cột. Trụ cột thứ nhất đó là tích hợp tri thức. Ở đây chúng tôi tập hợp được cái đội ngũ tri thức vừa là các chuyên gia công nghệ, chuyên gia kinh tế,
và chuyên gia về lĩnh vực doanh nghiệp là kinh doanh. Cái thứ hai á, trụ cột thứ hai đó là tích tụ được nền tảng. Với sự tham gia của các cổ đông sẽ tạo ra được cái nền tảng hết sức quan trọng để giúp cho cái hoạt động đổi mới sáng tạo mang tính cái thực tiễn nó cao hơn. Cái khâu thương mại hóa, cái khâu độ cuối cùng là khâu hết sức quan trọng. Thì đây là một cái khâu hiện thời đang yếu. Thì chúng tôi sẽ tập trung nhiều cái điểm nhấn vào cái chỗ đây. Các cái chuyên gia tập trung vào chỗ đây để giúp cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Đấy. Khi có những cái dịch vụ mới, khi có những cái sản phẩm mới dựa trên này được thương mại hóa một cách tốt nhất. Cái mà tôi thấy đổi mới ở đây, một là người ta thực sự là tìm kiếm và muốn kết nối cái nguồn lực người Việt giỏi ở khắp nơi trên thế giới đấy, và qua đó thì tận dụng cả cái mạng lưới của những cái người Việt giỏi trên thế giới đó để mà người ta vươn ra được bên ngoài nó rất là nhiều. Thì cái đấy nó rất là khác biệt với cả các cái trung tâm khác ấy. Thì mình vốn nó tập trung rất là nhiều vào nội địa. Vâng, và chúng tôi đã kết nối trực tuyến với ông Vũ Duy Thức, tiến sĩ công nghệ thông tin ngành trí tuệ nhân tạo, là tiến sĩ người Việt trẻ nhất của Đại học Stanford. Ông Vũ Duy Thức cũng đồng thời là một trong những chuyên gia tham gia vào trung tâm đổi mới sáng tạo Văn Lang. Tiến sĩ Vũ Duy Thức là đồng sáng lập hai công ty được Google và WeBuy mua lại với giá hàng chục triệu đô. Tiến sĩ Vũ Duy Thức cũng là người Việt Nam duy nhất được tờ báo Mỹ uy tín The Business Journal bình chọn vào top 40 gương mặt dưới 40 tuổi ấn tượng nhất thung lũng Silicon năm 2017. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cách thức mà các trung tâm đổi mới sáng tạo ở Mỹ hoạt động như thế nào nhằm hỗ trợ sinh viên, và Việt Nam thì có thể học hỏi ra sao từ mô hình ấy ạ. Thưa tiến sĩ Vũ Duy Thức, tại Mỹ thì các trường đại học thúc đẩy ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên như thế nào, theo quan sát của anh? Các trường đại học lớn tại Mỹ thực sự là rất quan tâm và ủng hộ cho việc phát triển những công ty khởi nghiệp và những cái dự án đổi mới sáng tạo. Thí dụ như là với trường Stanford mà tôi có dịp đã được theo học PhD, thì họ có hẳn những cái chương trình để cho sinh viên tham gia từ rất sớm. Đăng ký để học xem là khởi nghiệp là cần những cái môn gì. Tại vì một số bạn sinh viên là họ quan tâm về vấn đề chuyên môn, rất giỏi về chuyên môn, nhưng mà khi mà khởi nghiệp thì sẽ phải tìm hiểu và biết những mảng khác, từ quản lý công ty cho tới vấn đề mà marketing, tiếp thị và bán sản phẩm, đúng không nào? Thì các trường đại học họ rất quan tâm về vấn đề mà đưa ra những cái chương trình giảng dạy như thế này. Phần thứ hai nữa là họ có những cái chương trình kết nối, có những cái trung tâm đổi mới sáng tạo đi song song cùng với họ, để từ đó giúp sinh viên có thể phát triển những cái sản phẩm có nhu cầu trên thị trường. Vâng, nhưng như phóng sự đã đề cập thì ở Việt Nam đang hình thành những cái mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo, và bản thân anh cũng sẽ tham gia trung tâm đổi mới sáng tạo Văn Lang. Anh cho rằng là cần có những cái cơ chế hoạt động ra sao để những trung tâm như thế này được hoạt động hiệu quả và thực chất ạ? Các cái trường đại học như Stanford thì họ sẽ có những cái trung tâm đổi mới sáng tạo độc lập nhưng song hành cùng với trường, và có những cái sự hợp tác, mối liên hệ rất là mật thiết với nhau. Thì với cái mô hình này thì tôi nghĩ là Đại học Văn Lang có thể là hoạt động song song độc lập với các trung tâm đổi mới sáng tạo này. Tuy nhiên Đại học Văn Lang sẽ là nguồn cung cấp các tài năng về công nghệ, về khởi nghiệp, đồng thời là nguồn cung cấp những cái ý tưởng công nghệ táo bạo hay là những cái dự án nghiên cứu thú vị cho trung tâm đổi mới sáng tạo. Ngược lại, trung tâm đổi mới sáng tạo có thể là đầu ra để giúp phát triển những sản phẩm từ những cái ý tưởng công nghệ này, và đồng thời là kết nối với các cái công ty, các cái tập đoàn lớn có nhu cầu về công nghệ, để mà từ đó có thể đưa những cái sản phẩm này trở thành là phục vụ cho nhu cầu của các tập đoàn lớn. Thì như vậy, khi mà chúng ta có một cái sự song hành và hợp tác mật thiết như vậy, thì tôi nghĩ là sẽ có những cái hiệu quả rất lớn cho giúp thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ và khởi nghiệp tại Việt Nam. Vâng, những chuyên gia như anh thì có thể hỗ trợ được gì cho các em ạ? Tôi có thể giúp các em có thể phát triển được sản phẩm trong thời gian nhanh và phát triển một cách bền vững.
Thứ hai là tôi có thể giúp kết nối các cái dự án về khởi nghiệp của các em với những cái nhà đầu tư hoặc là với những công ty công nghệ tập đoàn lớn trên thế giới, mà từ đó là có thể giúp các em đưa những sản phẩm vào hoạt động rất sớm. Và thứ ba là kết nối giữa những tri thức công nghệ Việt trên thế giới để có thể một cách nào đó giúp họ quay về Việt Nam để cùng hợp tác và phát triển một cái hệ sinh thái khởi nghiệp và công nghệ tại Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Vũ Duy Thức ạ, và mong rằng anh cũng như là các chuyên gia về công nghệ của Việt Nam trên khắp thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên Việt Nam trong thời gian tới. Vâng, theo các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo thì ngoài một ý tưởng có tính khả thi thì sinh viên sẽ cần phải chuẩn bị tâm thế vững vàng, sự chăm chỉ, quyết tâm và kiên trì có để theo đuổi dự án của mình. Chuẩn bị các cái kỹ năng cần thiết như là khả năng làm việc nhóm này, khả năng thuyết trình, kỹ năng quản trị dự án, tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cái trung tâm đổi mới sáng tạo. Các giảng viên sẽ chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia ở trong lĩnh vực của mình để có được sự hỗ trợ phù hợp. Quá trình biến một ý tưởng trở thành hiện thực đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức, sự kiên trì, và con đường đi sẽ rất dài cũng như là cũng rất chông gai. Nếu thành công thì đích đến cũng đáng để đầu tư công sức.